trình Âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay là một ngày mà đầu óc của Thế Ngữ đột nhiên trống khoang. Có những ngày hết hí mo như ngày hôm nay, mình ngồi trước micro bỗng nhiên mình cảm thấy nó không có một cái gì trong đầu cả, đầu khoang óc trống tênh, luồng gió lộng. Và mình bỗng nhiên mình lại nhớ hồi tuần rồi mình gặp một người làm trên đài mà Thế Ngữ cũng có rất nhiều lần trao đổi và tâm sự, đó là cô Nguyệt Ánh. Thì cô Nguyệt Ánh tuần rồi có hỏi Thế Ngữ là về một câu thơ nổi tiếng của Văn Chương Anh mà cô vẫn đã biết và cô đã từng nghe, đó là câu "To be or not to be, that is the question". Thành thử ra trong ngày hôm nay thì đúng là một cái ngày rất hợp, khi mà đầu óc con người ta trống toang ra và cảm thấy cả kiếp nhân sinh này không còn gì là quan trọng nữa hết, thì lúc bây giờ chúng ta có thể trở về với bi kịch Hamlet của Shakespeare được rồi. Và thỉnh thoảng thì Thế Ngữ cũng muốn giới thiệu đến cùng với quý vị những tác phẩm lớn của văn chương thế giới theo cái mức độ tầm nhìn hết sức là hạn hẹp của Thế Ngữ. Thế thì hôm nay sẵn trong đầu mình trống toang có gì và nhớ câu hỏi của Nguyệt Ánh tuần rồi, và biết là nhiều người Việt Nam của mình cũng rất tâm đắc với Hamlet, thì chúng ta lại làm một chương trình nửa tiếng nói về Hamlet nha quý vị. Thật ra mà nói cái chuyện đề tài Hamlet của Shakespeare mà nói cho nửa tiếng thì thật ra mà nói, tất cả những người biết chuyện đều phải phì ra mà cười. Thưa quý vị, nói về Hamlet không cùng. Hamlet là một trong những tác phẩm được coi là cao nhất của văn chương thế giới. Số lượng những quyển sách viết và chú thích về Hamlet không thể tưởng tượng được con số đếm từ ngày nó ra đời đến giờ. Bi kịch Hamlet viết năm 1601, tức là cách đây thưa quý vị đúng 404 năm. 404 năm đó, cái số lượng bình chú của Hamlet, nói sơ sơ được quý vị biết không thôi, là mỗi năm cái số, cái quyển sách ghi tựa những bài viết về Hamlet không thôi nó dày bằng cái quyển điện thoại niên giám của cả một cái thành phố Warsawa. Ngày xưa Thế Ngữ có lần đọc một cái lời của một ông người Ba Lan, một nhà trí thức người Ba Lan đi sống đảo vòng ở Hoa Kỳ, và ông viết một bộ sách rất nổi tiếng về Shakespeare, đưa cái nhìn của một con người sống với chế độ cộng sản ra về nhìn về Shakespeare. Thì ông viết về Hamlet, ông viết câu đó. Thành ra không biết cái điện thoại niên giám của thành phố Warsaw nó như thế nào, là thủ đô của nước Ba Lan, nhưng đó là câu ông nói, chắc là to lắm quý vị, chắc là không bằng điện thoại niên giám Mỹ vì không có nhiều cửa hàng bằng nước cộng sản mà, nhưng nói chung cũng là điện thoại niên giám của cả một cái thủ đô của một nước. Đó là số lượng những bài viết mỗi năm, không phải là sách quý vị, chỉ là những bài viết đăng trên tạp chí văn học gần xa không thôi của tất cả các trường viện đại học nọ kia khắp thế giới. Mỗi năm cái quyển sách ghi tựa của những bài đó không thôi, để cho sinh viên có giờ đi nghiên cứu và tìm tòi ghi cái tựa của các bài viết không thôi, không nói đến nguyên bài, không nói đến quyển sách, đã đầy một quyển điện thoại niên giám của thành phố Warsaw. Và có thể nói Hamlet của Shakespeare nó cùng chung với bức tranh Mona Lisa, La Gioconda của Leonardo da Vinci, một nhà thiên tài người Ý thời phục hưng, cũng như Shakespeare là thiên tài người Anh thời phục hưng. Hai cái tác phẩm lớn chia chung nhau một điểm là số lượng những người mà viết về nó nhiều vô kể, trong đó có cả từ viết nghiêm túc đàng hoàng cho tới viết gần như là khùng điên. Oscar Wilde, nhà văn thế kỷ thứ 19 của gốc Anh, Ý Lan của nước Anh, có lần công cô nói đùa là chúng ta có thể đo lường kích thước của một tác phẩm lớn bằng số lượng những điều ngây ngô hoặc là khùng điên ba trợn mà thiên hạ viết ra về nó. Với cái tỷ số đó thì Hamlet của Shakespeare và Mona Lisa của Leonardo da Vinci có thể nói là chiếm giải nhất trên thế giới. Thế thì làm sao trong nửa tiếng nói được gì về Hamlet? Chúng ta chỉ có thể tóm tắt cốt truyện cho quý vị một số cái chi tiết lớn để quý vị chuẩn bị đi xem bộ phim. Quý vị nên đi xem phim Hamlet. Quý vị không nên, nếu quý vị là người yêu văn chương và chữ nghĩa, quý vị không nên đi xuống mộ mà không bao giờ xem qua một cuốn phim nào thực hiện trên Hamlet. Phim về Hamlet từ xưa tới nay cũng nhiều vô số kể, nhưng mà nổi tiếng nhất có lẽ vẫn là ba bộ phim. Bộ phim thứ nhất của Laurence Olivier người Anh đóng khoảng năm 1900 có lẽ 40-50 gì đó, phim trắng đen rất đẹp. Phim thứ nhì là phim của Nga làm, quý vị, phim của Liên Xô làm dưới thời Liên Xô. Nhưng mà quý vị đừng tưởng rằng đây là bộ phim của Xô Viết. Hamlet là một trong những bi kịch chính trị lớn nhất của thế giới. Và cái hình ảnh của người con trai mặc áo đen, cầm một quyển sách trên tay, đi và nhìn chung quanh và tuyên bố rằng đất nước của mình sống là một nhà tù, và cả thế giới này là một nhà ngục, trong đó cái xà lim, cái chốt giam kinh tởm nhất đất nước mình đang sống. Những câu văn của Shakespeare ở trong Hamlet là những câu văn mà ở bên Nga thời bây giờ giới trí thức Nga mượn. Tên Shakespeare là một cái tên văn hào lớn, không ai dám nói là ông có vấn đề gì sai để nói về vấn đề thời sự của nước Nga lúc bấy giờ. Cho nên quý vị đừng tưởng đây là phim của Soviet làm mà đã nhằm gì tới Lenin và Marx đâu. Đây là một những cuốn phim ghê gớm nhất
sản xuất dưới thời Xô Viết. Cuốn phim Hamlet của Inokenty Smoktunovsky đóng vai Hamlet chính. Quý vị bây giờ vẫn còn có thể lên internet nhìn bộ phim này, quý vị đừng bỏ lỡ dịp xem bộ phim này. Và lúc mà cộng sản mới vào chiếm miền Nam thì cùng với đạo diễn Kosinsev này dựng bộ phim này, chúng ta chỉ xem được Vua Lear là vở bi kịch lớn kia của Shakespeare, mà vở Hamlet hồi đó không đem qua Sài Gòn trình chiếu vì nó đã xưa rồi. Cái vở Vua Lear nó làm khoảng chừng năm 1969, còn vở cái phim Hamlet nó làm 1950, thành ra lúc bây giờ Sài Gòn bị cộng sản chiếm đóng vào năm 75, họ chỉ đem phim Vua Lear sang, họ không đem phim Hamlet sang, cái mất mát rất là uổng. Và bộ phim thứ ba của Hamlet là bộ phim Hamlet dài 4 tiếng đồng hồ, gần như không cắt một câu nào của nguyên văn Shakespeare cả, là phim của Kenneth Branagh. Kính thưa quý vị, nói về bi kịch Hamlet cũng vậy, rất ghê gớm thưa quý vị. Người ta nói rằng nếu mà đem Hamlet mà diễn đủ ra với mức độ ngâm ngợi cần phải có là 6 tiếng đồng hồ, cái vở diễn dài 6 tiếng đồng hồ, người ta phải nói thật nhanh và đi rất là gọn thì mới có còn lại 4 tiếng như trong bộ phim của Kenneth Branagh mà Thế Ngữ vừa nói. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM. Thành thử ra, trước tiên chúng ta phải tóm tắt về cốt truyện của Hamlet. Cốt truyện Hamlet thì chắc có lẽ nhiều người Việt Nam của chúng ta cũng thừa biết rồi, nhưng mà có một số vị cũng còn chưa biết. Chúng ta nhắc lại cũng không có hại gì, kính thưa quý vị. Hamlet của Shakespeare là một cốt truyện dựa trên cổ sử của nước Đan Mạch. Nước Đan Mạch bây giờ chúng ta biết là đất nước rất là hòa hoãn, rất là bình thường làm ăn ở miền Bắc Âu cùng chung với Na Uy và Thụy Điển. Nhưng mà Đan Mạch ngày xưa không phải thế quý vị. Ngày xưa Đan Mạch là đất nước hung hãn, hiếu chiến, có rất nhiều quân đội và đi chiếm đóng và xâm lăng khắp mọi nơi. Và hoàng triều Anh của thời Shakespeare sống cũng có mấy ông vua lấy vợ ở bên Đan Mạch. Điển hình lúc năm 1604, 3 năm sau khi Shakespeare viết vào bi kịch Hamlet, thì ông vua kế vị nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của nước Anh là ông vua James đệ lục của nước Scotland và James đệ nhất của nước Anh. Ông ta cưới vợ là hoàng hậu Anne và đây là công chúa gốc Đan Mạch. Cho nên giữa hai vương triều Đan Mạch và vương triều Anh cũng có rất nhiều điều thân cận với nhau, không phải điều lạ. Và cái Hamlet không nằm ở trong chính sử Đan Mạch mà nằm trong cổ sử, tức là cái giai đoạn này giai đoạn mù mờ, huyền thoại hóa rất là nhiều. Shakespeare chỉ lấy một ý chuyện không thôi, nhưng mà dựng ra cốt truyện thời phục hưng, thời mình đang sống. Nhưng mà cốt truyện Hamlet nó đại loại giống như thể của cái thời mù mờ giã sử, giống đại khái như chuyện thời vua Hùng Sơn Tinh Thủy Tinh của mình vậy, chứ không phải là cái loại chuyện trong chính sử. Câu chuyện này có một góc cát rất là cổ, mà theo các nhà phân tích cho biết là nó đầu tiên dáng dấp của nó là một huyền thoại về vấn đề trục xoay của quả địa cầu và của thay đổi thiên nhiên. Thành ra ở trong Hamlet nó còn cái chủ đề lớn của cái huyền thoại cổ, đó là ở chỗ lúc mà thời đại và con người đi sai lệch chiều với nhau, không còn khớp lại vào nhau nữa, thì con người làm sao chấp nhận được điều đó. Quý vị biết là cái cảm giác của những người sinh lầm thế kỷ mà chúng ta vẫn được nghe các nhà thơ lãng mạn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thật ra là của Shakespeare. Chủ nghĩa lãng mạn của văn học thế giới vay mượn của Shakespeare không biết bao nhiêu mà kể, và đặc biệt hình bóng của chàng hoàng tử Hamlet trong vở bi kịch này là một trong những hình bóng nổi tiếng nhất của cả văn chương lãng mạn. Lúc mà cái thời mà nhà văn thế kỷ thứ 19, nhà thơ Byron của nước Anh đem cái mốt của Hamlet truyền đi vá khắp mọi nơi, thì đó là của Shakespeare mà làm ra. Tất cả những câu quý vị nghe bây giờ hầu như là ngạn ngữ nằm ở trong lãng mạn đều của Shakespeare ra. Và thậm chí là vở bi kịch Hamlet dài 6.000 câu thơ này, nó hay đến độ có rất nhiều câu đã đi vào trong ngạn ngữ nước Anh đời đời, đến nỗi mà người ta thường nói đùa trong tiếng Anh là có một cậu học sinh lớp 6, lớp 7 mới đọc Hamlet lần đầu tiên, mới nhìn mẹ bảo là vở kịch này có gì hay đâu, còn thấy nó toàn chép lại những cái lời đầu cửa miệng của tất cả mọi người, vì cậu không hề biết rằng tất cả những lời nói là từ trong bi kịch Hamlet mà ra. Shakespeare đã sáng tạo một kho ngôn ngữ vô tận, ở trong đó hầu như là 6.000 câu thơ của Hamlet thì người ta nói là dễ chừng 3.000 câu trở thành ngạn ngữ trong tiếng Anh, đến nỗi một cậu học sinh bình thường sẽ ngỡ rằng Shakespeare toàn là chép lại những điều đã có sẵn trước, mà không biết rằng ông là người sáng tạo một mình ông gần như nửa kho ngạn ngữ của nước Anh. Câu chuyện Hamlet tương đối giản dị như sau. Ở ngày xưa ở nước Đan Mạch có một chàng hoàng tử, chàng đi về dự đám tang của cha bất đắc kỳ tử. Về đến nơi thì mẹ lấy chú làm chồng, bởi vì chúng ta biết nhiều khi trong cung vua nó cần người kế vị gấp. Quý vị biết, thường cha chết thì con nối ngôi, trong trường hợp này anh chết mà em trai nối ngôi, trường hợp nó xảy ra cũng rất nhiều, và thường trong lịch sử thế giới chúng ta đều biết thường đó là biến loạn. Chẳng hạn như chính ở bên Trung Quốc, để so sánh với chúng ta, lúc mà chúng ta biết hoàng đế của nhà Tống Thái Tông và Tống Thái Tổ, hai anh em Triệu Khuông Nghĩa, Triệu Khuông Dẫn, đã có nhiều người nói rằng là người em đã thuốc độc chết người anh để mà lên ngôi, thành ra là sau đó là ém luôn cả dòng họ, con anh không còn lên được nữa. Cho nên thường trong cái vương triều, khi mà chúa
lên ngôi thế cho cháu. Nhất là cháu là con đích tôn của dòng chính mà chú lên nối ngôi, thường thường là có một cái chuyện gì đó chính biến xảy ra trong cung. Ở trong bi kịch của Shakespeare, vì nhiều lý do chúng ta sẽ biết sau này, Shakespeare dựng Hamlet là một người trí thức. Chàng là một chàng hoàng tử nhưng chàng không có thích chính trị, chàng không thích quân đội mà chàng đi học đại học. Lúc bây giờ thì là Shakespeare dựng vở Hamlet, tuy cốt truyện trong giả sử nhưng ông là tổ chức lại thành cốt truyện tại cuộc hưng của mình. Ông cho Hamlet đi học ở trường đại học Wittenberg ở bên nước Đức, là một đại học nổi tiếng về trí tuệ và về thần học, về triết học lúc bấy giờ. Tức là Hamlet là một chàng hoàng tử xính tiếp, chàng không có đầu óc về vấn đề chính trị nhiều, nhưng mà chàng lại là người rất là tìm hiểu mọi thứ trong cuộc đời, và con người chàng rất thông minh, rất hiếu học, và phụ vương cho đi học xa, cho đi qua nước Đức học. Về lúc bấy giờ, lúc mà chàng về dự đám tang cha thì mẹ lấy chú làm chồng, và Hamlet chỉ còn là cái người kế vị sau khi chú chết, bởi vì mẹ và chú là hai người nói chung là không có cảm giác là sẽ có con, mặc dù nếu có con đi chăng nữa thì nhỏ quá cũng không thể giành ngôi của Hamlet được. Cho nên vì nhiều lý do, nhất là vì lý do quân sự mà nói, thì là người chú lên ngôi thế cho Hamlet. Hamlet không thích người chú từ xưa tới nay, và chàng cũng không hiểu tại sao mẹ mình lại có thể lấy chú mình. Trong đầu óc của Hamlet thì cha của chàng, phụ hoàng hoa quá cố, là một con người tuyệt vời, trong khi đó chú của chàng là một con người điếm đàn, gian lận, thô bỉ, nham hiểm, và đặc biệt là chỉ có cái tài ăn nói rất ngọt ngào và rất mát ruột người khác, rất là khéo léo vì đã nằm trong mắt bóng cha từ bóng cha chàng lúc mà cha chàng còn sinh tiền từ hàng bao nhiêu lâu. Nhưng chú chàng là một con người chàng cảm thấy không có một cái tài cán gì ngoài là cái tài nói ngọt để mà vừa lỗ tài thiên hạ, nhưng mà người chú phải nói rất lịch lãm, rất khéo léo. Và cái màn đầu tiên của bi kịch Hamlet, sau cái màn đầu mà Thế Ngữ xin dành lại kể quý vị nghe sau, là câu chuyện chỗ đó là cái người giữa người chú và người cháu có mối xung đột ngầm, nhưng mà người mẹ thì cố gắng làm tất cả mọi thứ để cho con trai mình, và bà đưa ra một câu đầu tiên của Hamlet nói trong vở bi kịch, đó là câu nổi tiếng vô cùng, và nói là sao con lại lộ vẻ buồn thế kia, sao trong con có vẻ buồn thế, tiếng Anh động từ to seem có vẻ. Thì Hamlet nói, seems madam, nay it is, I know not seems, có nghĩa là có vẻ, ư thưa mẫu hậu, con không biết chữ có vẻ, con chỉ là cái người sống thật với lòng mình. Now, it is, tức là con buồn là vì con buồn, it is buồn thật sự, it seems, I know not seems, con không biết chữ có vẻ nghĩa là gì. Và chàng đã bắn ngay giữa triều một cái phát đạn vào trong cái gương mặt cười tươi rói của người chú lên nối ngôi, vừa đọc cái diễn văn về cái chết của anh trai của mình, cũng như nêu danh là vì sao là mình đã lấy chị dâu làm vợ để mà nối dây cho anh, bởi vì nhiều lý do chính trị và quân sự trong nước, không tiền để cho ngai vàng trống chỗ, hoàng tử thì còn đi học xa, chưa chú ý việc nối nghiệp, cũng hơi còn trẻ, và hoàng hậu thì cũng không thể để nguyên, mà chúng ta biết nếu để hoàng hậu lấy người ngoài thì sẽ gây mối loạn trong cung, vân vân vân. Là người chú cười thân thớt và cả triều đình ai cũng thân thớt nụ cười, mọi người đều nhìn cái chuyện trái tai gai mắt, nhưng cái chuyện hết sức là bình thường. Và do đó Hamlet đứng giữa triều, chàng vẫn mặc áo tang trong cái đó đám tang của cha chàng vừa xong, đồng đấy là đám tang đã cử hành xong và người con có quyền để tang. Nhưng ngày hôm nay trong ngày đám cưới của chú và mẹ trước triều đình, mọi người tới chúc tụng các thứ như thế, thì Hamlet vẫn mặc bộ đồ đen tang y hệt như vậy, và chàng lừ lừ tiến vào trong hoàng cung với tư thế vẫn còn mang cái tang của cha mình trên người. Cho nên vì vậy mẫu hậu của chàng đoán được ý của người chồng mới, mới nói khéo là sao con lại có vẻ buồn thế, có nghĩa là mẹ hy vọng con không buồn thật trong tim mà chỉ vì con để tang cho bố con, nhưng lý ra con nên mặc áo quần khác thì tốt hơn. Chàng đã lập tức là cho vợ nghe một mũi dùi chống vào điều đó. Sau đó rồi thì thưa quý vị, trong đêm báo mộng, người ta, những người lính trong cành canh gác ở cái màn một ngay trước màn đó ban đêm thấy bóng ma hiện lên, bóng ma đó giống y hệt như bố của Hamlet, tức là ông vua quá cố đó. Thế là những người lính này có mới phi báo sang cho người bạn thân của Hamlet, người bạn thân thì đến báo với Hamlet. Và đêm hôm đó Hamlet nghe tin như thế, chàng hoảng hốt, chàng đi lên trên đó thì quả thật linh hồn của người cha đã về nói với chàng, báo mộng đầy đủ rằng chú đã giết cha chàng để chiếm ngôi và để mà đoạt vợ. Thành ra lúc bây giờ thì Hamlet chàng đã nói là chàng đã linh tính, chàng đã ngờ ngỡ điều này, nhưng chàng không dám nghĩ là sự thật, nhờ linh hồn của bố về báo mộng mới biết được điều đó. Và đồng thời, bởi vì chúng ta biết là theo tín ngưỡng của Tây Phương thì là cái người chết lúc mà chết, nếu mà không được xưng tội thì chết sẽ xa xuống hỏa ngục, còn nếu người chết lúc mà được xưng tội thì sẽ lên thiên đường. Đây là một cái ý rất quan trọng mà sau này chúng ta cần phải nhớ để mà hiểu diễn tiến của vở kịch. Do đó người bố nói rằng không những là nó đã giết cha mà nó còn tàn nhẫn, nó lựa lúc mà cha đang ngủ trưa ở trong khu vườn. Chúng ta biết là khi người con người ta đang ngủ mà không có suy nghĩ mà thanh thản đó, thì trong đầu óc nó là một giấc ngủ của một con vật, và nói chung là chắc có lẽ nhiều khi cũng đang nghĩ tới những cái chuyện nọ kia, cho nên vì vậy thành ra là nó lựa lúc ấy nó giết bố, thành ra linh hồn của bố phải đọa xuống địa ngục, phải mãi mãi là đeo xiềng sắt mỗi đêm đi về trong lửa, và chỉ kêu con hãy giết nó để mà trả thù cho bố. Nhưng mà sau đó thì đột nhiên một cái vấn đề nghi nạn lớn trong vở kịch của Hamlet xuất hiện. Hamlet không làm gì cả,
chàng rất là thù người chú, chàng biết được điều tra như thế, nhưng mà sau đó thì đột nhiên khi màn hai của vở kịch bắt đầu thì lại khám phá đã 2 tháng trôi qua Hamlet không làm gì hết. Lý do vì sao chàng không làm gì hết, quý vị, chàng đâm ra hoài nghi tất cả. Và đây là cái đinh của Shakespeare. Để làm ra cái cốt truyện của vở kịch thì người ta phải có lúc hồi hộp, tức là hoàng tử báo thù phải làm chậm chậm để mà người ta hồi hộp theo dõi. Nhưng mà trái với lệ thường, Shakespeare lại thay vì hồi hộp, ông lại trong cái điều là Hamlet không làm gì hết, chàng rũ liệt hoàn toàn, chàng đâm ra hoài nghi tất cả mọi thứ. Bởi vì cái chết của cha chàng, cái chuyện mà đi giết chú trả thù cha là cái chuyện đơn giản, cầm một con dao vào trong đêm trong cung là cái chuyện khá đơn giản, tuy khó làm nhưng mà hành động bên ngoài không phải là vấn đề. Vấn đề là với cái tư chất triết học trong người, Hamlet bắt đầu hoài nghi tất cả hiện thực xung quanh. Nếu mà thật sự cái chuyện mà cha chàng báo mộng nói là chú chàng giết cha chàng như thế thì liệu mẹ chàng như thế nào? Bắt đầu cái đinh của Hamlet về vấn đề kiếp người và cái giá trị của loài người thế nào nằm trong đó. Thế thì gương mặt của mẹ chàng chứa đậy cái gì bên trong? Bà biết được tới đâu trong tất cả cơ sự này? Cha của chàng cố ý không để lộ điều đó. Ông có nói một câu trong cái màn báo mộng rằng giữa chuyện của mẹ con thì giữa lòng mẹ con và thượng đế biết. Cha cũng biết nhưng đó không phải là việc của con. Con không được biết tới điều đó. Điều ấy để cho thượng đế xử mẹ con và để cho cha xử lấy. Còn tất cả mọi thứ con chỉ có một nhiệm vụ giao duy nhất là đi giết chú trả thù cho cha mà thôi. Nhưng chính cái đinh là cái đinh lớn của Hamlet. Bởi vì chúng ta biết là thường thường con cái ai cũng vậy, suy nghĩ về thượng đế, về đấng tạo hóa, thật ra mà nói con người ta khó biết được đấng tạo hóa là ai và thượng đế là ai. Người ta chỉ biết mình do cha mẹ mình sinh ra. Thế là khi con người ta bắt đầu hoài nghi về cái đạo đức làm người của cha mẹ, tức là có quả thật mẹ mình là một con đàn bà lăng loàn tắc nết tới mức độ ghê gớm nhất, là có thể là đã từng ngoại tình với chú ngay khi cha mình còn sinh tiền và đã toa độc với chú, giết cha mình để mà lấy ông chú ra làm chồng, là trường hợp tệ nhất. Hoặc là trường hợp cuối cùng ngược lại là hoàng hậu không biết gì hết, hoàng hậu hoàn toàn ngây thơ ngồi yên đó mà không biết gì cả, thì ngược lại đó cũng là một cái bi kịch lớn. Vì sao con người có thể ngu đến thế? Sao có thể ngồi ngay đó mà người ta có thể giết chồng mình rồi người ta lấy mình làm vợ mà vẫn ngồi như một cục bột không biết gì cả? Thì một cái đứa con người kia biết hết tất cả mà làm những điều đó thì là lương tâm để đâu? Mà nếu con người đó ngồi như thế mà như thế thì con người đó chẳng khác nào sống như con lợn, chỉ có ăn rồi đi ngủ mà tôi chồng đến tối leo lên ngủ, chồng một leo lên ngủ thì ngủ với, rồi cho chồng một chết chồng hai leo giường ngủ với lại ngủ với, chỉ có thế thôi, sống như con lợn thế thôi à? Một là hoàng hậu không có trái tim và hai là bà không có khối óc. Hai điều đó làm cho Hamlet hoang mang. Và chính vì vậy Hamlet đưa cái hoang mang lớn trong kiếp người là cái giá trị con người là gì. Nếu mình quả thật do một người mẹ như thế sinh ra thì liệu mình có cái máu của người mẹ trong người mình hay không? Liệu mình có phải là một thằng người đàng hoàng tử tế hay đồ mình có chất khốn nạn trong người? Nếu thật sự người đàn bà mà thuở sinh tiền lúc mình còn bé, mình nhớ mình thấy mẹ cha ôm ấp nhau, yêu thương nhau, thấy cha cưng chiều mẹ, Hamlet có nhắc lại những điều đó, thấy cha yêu thương mẹ và thấy mẹ cũng hoàn toàn rất là trân trọng và quý mến cha, thế trong đó bao nhiêu là kịch, bao nhiêu là thật? Nếu mà như thế thì là mình là sản phẩm của cái đó. Và do đó từ đó Hamlet hoài nghi cả vũ trụ này. Nếu mà con người ta có thể với bộ mặt thân thớt nói cười kia ở bên trong giữ được tất cả mọi thứ thì liệu tất cả mọi người chung quanh của mình có bao nhiêu con người là thật, bao nhiêu con người là giả, bao nhiêu con người trong cái cung đình này là đã theo ông chú mà là hoàn toàn sẵn sàng hy sinh mình? Nếu mà ai biết được mình, biết được cái tin chú giết cha mình đang chuẩn bị báo thù, bao nhiêu người sẽ phản mình, bao nhiêu người sẽ trung thành với mình? Và những kẻ ngày ngày cũng son phấn áo quần đi vào trong triều chào ông chú như thế, bao nhiêu kẻ thật, bao nhiêu kẻ giả? Thành ra ở trong cái vấn đề lớn và cái hay lớn của Shakespeare là thay vì khai thác bi kịch theo đường hướng hấp dẫn và hồi hộp, tình tiết có chuyện trả thù như thế nào, trốn vào trong cung và cầm con dao rồi cái bị quân hầu rượt theo rồi leo lên góc nhà trốn, hay là hồi hộp rồi theo dõi rồi là mấy lần mới được, ông lại khai thác hoàn toàn theo hướng của triết học. Và vì vậy tính cách của Hamlet không phải là tính cách của một người báo thù, chàng là một con người của triết học, của tư duy, của tư tưởng, là một chàng văn nhân. Và vì rơi vào trong một cái thế là phải làm một cái việc con nhà võ, nếu là một võ tướng thì chuyện đã xử ngay lập tức, cầm dao và chém rụng đầu của thằng cha chú kia và lôi mẹ ra hỏi tội. Nhưng Hamlet không làm thế được, chàng lại đau khổ. Và trong khi đó thì có một chuyện nữa là trong triều, và cái bi kịch đi tới một cái vấn đề thứ hai. Hamlet có một người yêu trước khi chàng ra đi khỏi Đan Mạch đi học xa. Có một tiểu thư trong triều, con quan thượng thư nhất phẩm đầu triều là ông Polonius. Hai người đã có hò hẹn với nhau, nhưng bây giờ dĩ nhiên là ông quan thượng thư đầu triều, bố của nàng Ophelia, người yêu cũ của Hamlet, là một con người su thời, cho nên quan thượng thư đã hoàn toàn chạy theo ông vua mới. Và rồi dĩ nhiên ông vua mới này cũng hoài nghi Hamlet nhiều lắm. Ông vua mới này thấy cái tướng của Hamlet, thấy cách lừ lừ đi chàng mà lúc đó mặc áo đen từ 2 tháng nay chàng không làm gì cả. Nhưng vua mới là con người rất là tinh khôn, đánh hơi được thấy
rằng thằng cháu của mình đã biết điều gì rồi. Cho nên là vì vậy về bấm hỏi vợ thì vợ không biết gì cả. Và Hoàng Phong là nếu có vợ có đoán ra thì vợ không trả lời. Cho nên về ông chú phải đi quay xoay quan thượng thư. Và do đó bây giờ thì là lúc mà ông quan thượng thư này mới xu thời theo ông chú làm vua mới này. Ông quan thượng thư đã kêu con gái của mình là từ nay trở đi không có được giao du gì với cái thằng hoàng tử bất ngôi ấy nữa. Dẹp ngay đi. Điều đó đã làm cho Hamlet rất là buồn người yêu cũ rồi. Bởi vì chàng nghĩ rằng đó con người là như vậy cả. Người yêu trong trắng ngây thơ người con gái kia của mình. Mà hóa ra cuối cùng rồi cũng chỉ là một con người xu thời xu thế như bố của nàng mà thôi. Hamlet dĩ nhiên không biết rằng nàng đã bị bố cấm. Đến bây giờ thì người chú lại bảo rằng người cái ông vua tới hỏi thượng thư quá nhiều là dạo này thằng Hamlet đã làm sao, phải cách nào khui ra xem trong đầu nó nghĩ những gì. Ta không thích những kẻ trong cung đình của ta đi qua đi lại chấp tay cầm quyển sách và mặt đầy suy nghĩ, ta không thích những loại người đó. Và dĩ nhiên vì chúng ta biết vì sao vở kịch người ta dựng ở bên Liên Xô ngày xưa cũng như rất là đích đáng nếu dựng ở Việt Nam ngày hôm nay, đó là không khí sống của những cái của triều đình đầy giả dối ở nơi người ta su phụ và người ta nói những điều gì cấp trên muốn mà người ta hoàn toàn sống không thật với lòng mình. Và một kẻ trí thức cầm quyển sách đi qua đi lại trong đó với nét mặt cau cau và đăm chiêu là một cái gai trước mắt của kẻ bảo chúa. Cho nên vì vậy lần này thì là ông quan thượng thư này thì cũng thuộc loại không phải là thông minh cho lắm, lại gã này là một gã tham lam và su thời. Cho nên lão mới nói với nhà vua rằng có gì đâu, nó phải lòng con gái hạ thần, hạ thần bảo con gái đừng đi lại với nó nữa, nó thất tình nó thế thôi. Thế thì ông vua lại ông vua khôn hơn nhiều, ông vua mới gác tay lên trán nghĩ rằng không, không phải, mặt thằng này không phải mặt thất tình, cái dạng người của nó, cái tư chất người của nó không phải là một thằng có thể sống gian chết dở vì tình. Nhưng đã nói thế thì thử xem sao. Do đó vua mới yêu cầu thượng thư hãy bố trí cô gái Ophelia ngồi ở một chỗ đón Hamlet đi qua và tìm cách đánh chuyện với Hamlet để xem giữa Hamlet và cô gái nói những gì, và vua và thượng thư sẽ rắp nắp đình nghe ở đằng sau lớp màn. Đó là bi kịch xảy ra. Lúc bây giờ Hamlet đang ở lúc hoài nghi tất cả loài người, bắt đầu từ đàn bà và hoài nghi mẹ mình là người trước tiên. Bây giờ thấy người yêu ngồi đó, Hamlet đang định lại nói chuyện thì một cái cơn gió tóc lên, Hamlet lại vô tình thấy lộ chân tướng lão thượng thư và ông vua đang đứng nhìn nghe lén trong kia. Cho nên nàng chàng đã đoán ngay được rằng người con gái ngồi đây chỉ là một cái mồi, cái bẫy để dụ chàng nói ra những sự thật. Sự thật nào đó thì là sẽ có lợi hoặc là có hại cho chàng tùy theo mức độ. Do đó chàng rất hận nàng. Chàng hận Ophelia vô cùng, chàng nghĩ rằng Ophelia đã hoàn toàn đồng lõa với cha để làm cái bẫy gài mình, mà chàng không biết rằng nàng là cô gái thật sự ngây thơ bị cha lợi dụng. Cha bảo nàng ngồi đó thì là phận con gái thời phong kiến, cha mẹ đặt tàu ngồi đấy, cha bảo ngồi đấy đợi hoàng tử đến nói chuyện với hoàng tử mấy câu, sau khi đã cấm không được nói chuyện từ bấy nhiêu lâu, người mình vẫn hằng yêu, thành ra cô gái ngồi đó hy vọng được nói chuyện với người yêu, không biết rằng cha mình đã dùng mình làm quân bài. Vậy thành ra lúc bây giờ trong cuộc nói chuyện đó là cái bi thảm lộ ra, đó là mũi màn kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare. Ở đó thì là Hamlet vì phải vờ điên, vì từ hai tháng nay chàng giả điên, chàng giả như thế là dở người tàng tàng, cho đi học tiết nhiều quá rồi nó hơi bùi dáng mất trong người ra. Thành ra vì vậy chàng đã dở điên tàng tàng, thấy như vậy, thấy ông chú như thế thì chàng vừa vờ điên để mà đánh lạc hướng họ, nhưng đồng thời chàng cũng nguyền rủa người con gái kia trong vai điên của mình. Và chàng mới nói là em ngồi đây làm gì, em yêu tôi làm gì, em đi vào nhà tu kín đi, bằng không thì em đi làm đĩ đi, bởi vì em một là tu, hai làm đĩ, em đừng sinh ra con trên cuộc đời này, bởi vì sinh ra con nó chỉ đem theo những kẻ phạm tội trên cuộc đời này, ngay cả bản thân tôi đây cũng đều tội lỗi đầy đầu và xấu xa ngập đầu, tất cả loài người của chúng ta nếu không dối trá dâm ô thì cũng đầy tội lỗi, do đó em không nên lấy chồng, em chẳng nên ngồi đây để mà nhìn mặt tôi làm gì nữa hết, em đi vào nhà tu kín đi. Và chàng bỏ đi. Do đó sau đó thì cô gái hoàn toàn hoảng loạn, và do đó ông thượng thư thì vẫn còn tin là có chàng hoàng tử phải lòng con gái mình như nhà vua, đánh hờ điều đó. Ngay lúc đó thì chúng ta biết một cái hoài nghi lớn của Hamlet, chàng đâm ra hoài nghi tất cả mọi thứ, hoài nghi đến mức độ chàng hoài nghi cả bóng ma của cha mình liệu có thật hay không. Chúng ta nhớ tín ngưỡng của Tây Phương nói rằng lúc mà người chết chết rồi không có hiện hồn về được đâu, người chết là do thượng đế cai quản hết, nếu mà là tốt đã được lên thiên đường, còn nếu mà không tốt thì đã xuống địa ngục. Còn vấn đề luyện ngục hay không đó là tùy giáo phái, có những giáo phái Bắc Âu thì không hề tin có luyện ngục, cho nên chỉ có địa ngục và thiên đường, cho nên chết rồi thì là đã đi một lẽ. Thường thường là người vì vậy mà ở tín ngưỡng Tây Phương cổ truyền không có thờ ông bà, thưa quý vị, chẳng có ông bà nào hiện về giúp con cháu được cả. Vì vậy theo cái tín ngưỡng Tây Phương mà nói, họ tin rằng nếu mà thấy người chết hiện hồn về đi quanh đó, có khi là quỷ ma nó đổi hình người đó để bảo mình làm điều này điều nọ, chứ hoàn toàn ông bà cha mẹ mình chết đi rồi chẳng có ai về hết, vì thượng đế đã xử hết rồi, có chỗ ở cho họ rồi, nếu họ đàng hoàng lên thiên đường, nếu không đã xuống địa ngục là ở đâu đã có chỗ đó, lên thiên đàng cũng không có được sổng xuống trần tế mà đi chơi về báo mộng con cháu gì đâu, mà nếu xuống địa ngục rồi thì đang chịu hình phạt dưới đó làm gì mà có cái chỗ mà đi lang thang nửa đêm mà về gõ cửa tìm con cháu báo mộng mà bảo là mai cúng cho thế này thế nọ. Vì vậy chúng ta phải biết giữa cái Đông Phương và Tây Phương chỗ này là chỗ khác nhau rất lớn, và đọc Hamlet mà không hiểu điều này thì sẽ không hiểu được. Vì vậy Hamlet bắt đầu hoài nghi cả cái hồn ma của bố mình, liệu có thật là hồn ma đó là bố mình vượt được địa ngục về báo tin cho mình, hay là do quỷ nó ám
mình trong người, mình là một kẻ hoàn toàn nghĩa là muốn giết Chúa để giết Chúa để đoạt ngôi vì một cái tình cảm không đâu, rồi lại đâm ra huyễn tượng ban đêm thấy ma hiện lên bảo mình như thế, phải có một cái gì đó ngoài chứng thực, ngoài thực tế, do đó chẳng phải làm cách nào để gài, làm sao để gài tên Chúa tự phun tội lỗi của hắn bây giờ. Cái chỗ này có bị kịch khám là một chỗ rất là khó hiểu, vậy nhiều người, nhất là người Đông phương đọc vào không hiểu gì cả, không hiểu vì sao đến lúc đó mà hoàng tử lại còn đi làm cái chuyện gì nữa như thế, để còn đi xét nghiệm cái lý thuyết của mình làm gì, làm như giả thuyết, đã có hồn ma cha về báo mộng thì cứ đi làm cho rồi còn ngồi làm gì. Chúng ta phải hiểu nó có hai vấn đề lớn, thứ nhất là vấn đề đau khổ về giá trị của loài người và giá trị của cuộc sống trong nó, có chính bản thân mình vì hoài nghi mẹ mình và hoài nghi người yêu và hoài nghi tất cả đàn bà, cái nguồn sống trên vũ trụ, và cái điều thứ nhì là hoài nghi chính mình đến độ không biết rằng có phải chú mình là người phạm tội hay là mình là người phạm tội muốn giết chú mà sinh ra huyễn tưởng. Đúng là một nhà triết học trong cái vai trò của một võ tướng, cho nên lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều mà không làm được. Do đó cái độc thoại nổi tiếng của Hamlet ngay trước lúc mà chàng đi vào trong cung và ngàn Ophelia đang ngồi đợi để được nói chuyện với chàng trong màn kịch vừa rồi, lúc chàng nói câu độc thoại nổi tiếng "To be or not to be, that is the question". Ở đây to be, đó là to be, cái chữ to be tiếng Anh nó vừa có nghĩa là to live, có nghĩa là tồn tại hay không tồn tại, sống hay không sống, có nghĩa là loài người chúng ta có liệu nên tự tử hết hay không, loài người tội lỗi chán chường như thế này rồi thì nên tự tử hết cho rồi. Chúng ta đừng tưởng rằng đây là cái vấn đề hiện sinh Tây phương, chính là mà nói Phật giáo cổ truyền, nếu mà thật sự mà đúng như thế chúng ta diệt dục hoàn toàn thì là loại người sẽ tuyệt diệt trong nay mai và chúng ta sẽ tuyệt diệt chính mình. Đó là nếu mà chúng ta đi vào kích cực đoan của ở bên phía giác lai giáo thì nó có nhiều khi nó không khác gì với hiện sinh của Tây phương. Nên câu hỏi của Hamlet còn hỏi đích đáng liệu có nên sống hay không. Nhưng đồng thời thứ nhì là câu to be nó còn có nghĩa là đời cái gì cũng có hai mặt, thưa quý vị, mặt âm, mặt dương, mặt sáng, mặt tối, mặt trái, mặt phải, mặt trên, mặt thấp, mặt đen, mặt trắng, mặt này, mặt kia. Thì có liệu đi theo mặt này hay không đi theo mặt kia, tức là cả hai bên đều lỗi. Ở đây Hamlet rất gần với tôn chỉ của nhà Phật là chúng ta cứ chia ra cái này là A, cái kia là B. Chúng ta bảo rằng hãy lẽ là A thì không B, hãy là B thì không A, hãy A đúng thì B sai. Nhưng rốt cuộc nhìn lại thì như cả A lẫn B đều đúng và cả A lẫn B đều sai. Cái chữ to be or not to be, là hay không là, tồn tại hay không tồn tại là như vậy. Đó là cái mấu chốt của tất cả vấn đề. Tức là Hamlet đã rơi vào trong cái vòng triết học lớn nhất, luẩn quẩn nhất muôn thuở con người. Điều mà Phật giáo nói rất rõ bằng bao nhiêu cái hình tướng của mình, rằng con người ta càng chia ra cái này là A và cái kia là B, không phải là A, càng chia bao nhiêu thì càng rối tí bấy nhiêu, và chỉ có vạn vật hợp nhất thì mới được. Nhưng hợp nhất bằng cách nào? Hợp nhất chỉ có cách tự hủy diệt mình đi để về lại gọi niết bàn, thư vô. Vậy ở đây Shakespeare đi một đường diệu vô cùng, là tín ngưỡng của Tây phương, ông không hề được ai dạy đạo Phật một ngày nào, mà ông đã cho Hamlet đi mở đến cái huệ nhãn từ cái chuyện cái chết của cha mình và cái mộng báo của một hồn ma không biết có thật hay không, chàng đã mở huệ nhãn đi vào tất cả cái vũ trụ tương lai. Vậy cái đoạn đọc thoại rất nổi tiếng, và cái nghĩa của câu to be or not to be, that is the question, đã có người phóng ra cái thơ hát bội của tiếng Việt Nam như sau: từ sinh sinh tử, không có có không, thắc mắc kia lòng tự hỏi lòng, nghi vấn kia lòng tự hỏi lòng, thắc mắc ấy đáp không lời đáp. Đó là một câu thơ tuyệt vời, chỉ trong vòng có 10 syllable của tiếng Anh không, tôi nó gói gọn cả vấn đề lớn của vũ trụ và loài người. Sau đó rồi thì là chúng ta đến màn kịch ghê gớm tiếp tục, là đêm hôm đó Hamlet mới cho một cái đoàn kịch diễn, có đoàn kịch đi ngang. Hồi xưa không có đi kịch mà xem hát ở ngoài đường, vua và hoàng hậu trong cung không bao giờ ra ngoài đạp xem hát cùng với dân chúng, mà nhờ diễn viên rạp hát người ta vào trong cung diễn. Có một đoàn hát vào trong cung diễn, Hamlet mới nhờ viết lại một vở kịch, trong đó chàng dựng trên sân khấu nguyên một cái cảnh chú giết cha y hệt như là cảnh lúc mà cha báo mộng nó kể chú giết như thế nào như thế nào như thế nào, thì dựng cái vở kịch có màn y hệt như vậy. Nhưng mà trong vở kịch chàng đổ một chi tiết là đây là người cháu giết chú làm vua và cháu giết chú, tức là cái cách xảy ra là cái chết của cha chàng để cho chú chàng giật mình. Nhưng mà cốt truyện thì lại là cái vấn đề cho cả triều đình được xem là một thằng cháu giết chú. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM Houston. Ngay giữa sân khấu, xong vở kịch đấy, vừa diễn xong tới cái màn đó thì nhà vua đứng dậy, ông vua mới chú Hamlet đứng dậy và bỏ đi, không còn xem nổi nữa, tức là hoàn toàn chứng thực được cái vấn đề lớn của Hamlet, như thế là hồn ma. Nói đúng, ông chú này quả thật đã phạm tội, vì khi nhìn thấy tội của mình vênh vách vạch ra giữa trên sân khấu, một cái cảnh mà hắn giết anh trai của hắn, hắn ngỡ chỉ có mình hắn và trời đất biết, mà không ngờ Hamlet biết được mà dựng ngay sân khấu như thế, hắn bỏ đi. Và Hamlet lúc bây giờ thì hắn bỏ đi, hắn bối rối vô cùng, hắn gọi hoàng hậu đến bảo là con trai của ái khanh làm trẫm rất là không vui. Vì nó dựng một vở kịch có cái màn chú giết cháu giết chú trên sân khấu, hắn nói thác đi, bảo hoàng hậu gọi Hamlet đến nói chuyện. Và trong con đường chờ đợi hoàng hậu gọi Hamlet đến thì hắn đi, hắn cầu nguyện. Và đây là cái số kịch vô cùng lớn của Shakespeare. Trên con đường đi đến phòng mẹ đêm hôm đó, Hamlet đi ngang cái gian phòng chú đang quỳ cầu nguyện, và chàng thấy chú đang quỳ cầu nguyện thượng đế, vì lúc bây giờ hắn chao đảo vô cùng, hắn quỳ đó và hắn cầu nguyện. Hamlet vì vậy không thể giết được hắn. Cái này mà kịch rất đỉnh cao, rất là cao. Vì sao thưa quý vị? Thứ nhất là đơn giản là một con người triết học, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, không bao giờ có thể giết được một người đang cầu nguyện thượng đế. Cái điều thứ nhì là chàng nhớ lại lời của cha chàng nói rằng
À, chú con giết cha trong lúc cha đang nằm ngủ trong trong vườn, còn đầy tội lỗi trong người nên cha phải xuống địa ngục. Bây giờ nếu mình giết hắn trong khi hắn đang cầu nguyện thượng đế thì chẳng khác nào mình cho hắn lên thiên đàng sao? Nên chàng không giết chú và chàng đi qua phòng mẹ. Chính cái sự đó làm cho sau này bi kịch xảy ra, người chú kịp trở tay giết chết được Hamlet ở cuối vở chỉ vì cái máu kịch ghê gớm này. Và Shakespeare còn một cái mỉa mai ghê gớm nữa là Hamlet vừa làm cái độc thoại đứng sau lưng chú nói cho nó biết lý do vì sao không giết chú và bỏ đi, thì người chú lại quỳ đứng dậy và người chú khóc rằng nãy giờ ta đang cầu nguyện thượng đế nhưng sự thực là thượng đế không thể chứng được cho lòng ta, vì khi ta tự vấn lương tâm mình, nếu ta hối hận thật sự, liệu ta có từ bỏ được ngai vàng không? Không. Nếu ta hối hận thực sự, liệu ta có từ bỏ được người vợ mà ta yêu không? Không. Ta vẫn thèm ngai vàng, ta vẫn giữ ngai vàng, ta vẫn thèm người đàn bà là hoàng hậu và ta vẫn giữ nàng làm vợ của ta. Nếu mà ta vẫn giữ hai điều đó thì ta đứng trước thượng đế bảo rằng con xin lỗi thượng đế vì con đã giết anh con. Câu nói đó chẳng phải là vô ích sao? Một kẻ vì đánh cắp hai điều mà phạm tội, bây giờ nếu mà nói là hối tới tội lỗi thì phải đem trả hai điều đã đánh cắp lại chứ. Đằng này vẫn giữ điều đánh cắp trong tay mà đến xin lỗi, như thế là xin lỗi chùa, ai mà chấp nhận? Cho nên tự nhà vua biết điều đó, hắn đứng dậy và hắn tự vấn với lương tâm, tức là đã lỡ một cơ hội. Thật sự người chú đã biết rằng truy chân của mình quỳ trước thượng đế nhưng lòng mình không hề về với thượng đế, và mình không có hề mưu toan gì về cái chuyện nhả ngai vàng và nhả vợ ra, mà mình chỉ mưu toan giết tiếp một con người nữa, đã giết thằng bố rồi thì giết luôn cả thằng con để giữ ngai vàng và giữ người đẹp. Cho nên ở trường hợp đó, đây là một trong những cái chấu kịch ghê gớm nhất của thế giới. Ở đó người chú quỳ trước thượng đế, không biết có người cháu đứng sau lưng. Người chú có một độc thoại, người cháu có một độc thoại, hai cái miền tâm cảnh không ai giống ai mà hoàn toàn là vấn đề rất lớn. Và cái màn kịch sau đó thì Hamlet vào hành tội mẹ, là màn lớp kịch hồi thứ tư của lớp thứ tư của hồi thứ ba, khét tiếng trong văn học sử thế giới. Ở đây là một chủ đề vô cùng to lớn và ghê gớm, kính thưa quý vị. Đứa con hành tội mẹ, chúng ta biết là con cái do mình sinh ra, nhưng chúng ta biết cha mẹ cả nhiều khi mình cũng làm những cái điều mà chính mình biết mình tự thẹn với lương tâm, vì loài người thì chúng ta biết là không sớm thì muộn ai cũng có một cái điều gì đó không phải. Và khi con mình nó thấy điều mình không phải, mà khi con mình đã khôn lớn, thưa quý vị, năm nay nó đã gần 30 và mình cũng đã ở cái tuổi 40 mấy, là ngày xưa hoàng hậu lấy chồng cũng sớm, gả chồng cũng sớm, ngày xưa các hoàng hậu công chúa lấy chồng nhiều khi 14-15 tuổi, có đứa con trai gần 30 tuổi, hoàng hậu thật ra mà nói nhiều khi chưa đầy 40, hoàng hậu còn rất trẻ, rất xuân sắc trong vở kịch này, và do đó mới là cái lý do để cho cái tên chú thèm khát đến độ giết anh để đoạt vợ. Và dĩ nhiên trong nguyên vở kịch cái ghê gớm Shakespeare không hề cho chúng ta biết hoàng hậu biết gì đến đâu, đến cuối vở kịch bà vẫn còn là một nghi vấn, chúng ta không được quyền biết bà đã biết những gì. Dưới lớp son phấn và cái vương miện và những mũ mão hoàng bào của bà ngồi yên lặng, bà rất thương con, điều chúng ta biết chắc. Nhưng mà tội lỗi của bà đã yêu người chú đến đâu, bà đã ngoại tình với hắn trước hay sau khi cái vụ giết chồng, bà bây giờ ngồi nằm ngủ với hắn mỗi đêm có nghĩ gì với người chồng của mình hay không, hay là bà đã hoàn toàn chấp nhận điều đó như một hiện thực, hay là thậm chí như thế nào, chúng ta không thể biết được dưới lớp son phấn quá nhiều năm đã trang sức của hoàng hậu. Một cái chủ đề ghê gớm lớn thứ hai, chúng ta biết là ngày xưa thì con người ta giáo dục, người ta trọng nam khinh nữ, nước nào cũng vậy, đàn bà thường không được đi học. Cho nên vì vậy dù là mẹ, nhưng mà chúng ta biết khi đứa con trai nó đi học và nó học triết học và nó được học tất cả các gia sư khắp thế giới và nó được tất cả các sư phó dạy dỗ tông minh, có nhiều khi đứa con trai năm nó 28 tuổi về mặt trí tuệ nó hơn hẳn người mẹ của nó. Và do đó khi mà Hamlet trở về đêm hôm đó, chàng đến chàng lấy vai mẹ, chàng hỏi cho bằng ra tại sao mẹ có thể nằm ngủ với chú con mỗi đêm, tại sao mẹ có thể chấp nhận nó teo lên người mẹ, tại sao mẹ có thể làm tình với nó, tại sao mẹ lại có thể ân ái với nó trong khi bố còn chết như thế kia. Mẹ biết đến đâu, mẹ biết những gì, mẹ là một kẻ không có trái tim hay là một kẻ không có khối óc, mẹ là một con người vô liêm sỉ hay là mẹ đang sống như một con lợn ngụp lặn trong một cái chuồng, nơi đó đầy những sự súc sinh và tội lỗi. Chàng lấy vai mẹ, chàng hỏi cho bằng ra, và hoàng hậu đớ cả người, đớ cả lưỡi. Bà không trả lời được và bà cũng không muốn trả lời, và Shakespeare cũng không muốn cho chúng ta biết. Cái đó là cái vô chút ghê gớm nhất của bi kịch, cái màn Hamlet hành tội mẹ. Và sau đó thì linh hồn của cha chàng hiện lên giữa đêm và cha chàng nhắc lại rằng con, cha dặn với con một điều, con giết chú trả thù cho cha. Cha đã nói con ngay từ đầu, con để yên cho mẹ con hãy nhìn kinh hoàng xâm chiếm linh hồn của mẹ con không được quyền làm điều đó, con buông tay xuống, con không được hành nhục người đàn bà đó, người đàn bà ấy đã sinh ra con buông tay xuống, con đi làm cho xong nhiệm vụ của cha giao phó, còn tất cả những chuyện này trời soi đất xét con không được quyền can dự vào. Đến lúc đó thì chàng mới thẫn thờ, chàng hỏi mẹ có thấy gì không. Hoàng hậu hỏi không, mẹ không thấy gì hết. Thì là Hamlet nói con thấy cha con đứng đó mặc áo ngủ như ngày xưa con từng thấy lúc con còn bé, đứng trong phòng của mẹ mỗi đêm bố mẹ đi ngủ với nhau, con thấy bố đang đứng đó, bố bảo con buông mẹ ra, mẹ không thấy gì hết sao. Hoàng hậu nói không, mẹ không thấy gì hết. Và đây là màn kịch vô cùng cảm động, vô cùng ghê gớm của Shakespeare. Cái người bố khi hiện hồn về có cả một cái điều cuối cùng thương vợ đến độ người ta không biết là vợ ông phản ông đến mức độ nào, nhưng mà dẫu sao trong mọi chuyện ông không muốn làm cho vợ ông kinh hoàng. Còn hoàng hậu thì vì không thấy gì cả, bà lắc đầu, bà nghĩ rằng con trai mình đã loạn óc hoàn toàn rồi. Vì vậy trong cái nguyên cái hồi 2 và hồi 3 của Hamlet, sau hồi 1
là 2 tháng, hồi 2, hồi 3, 2 hồi liên tiếp là chỉ có một đêm một ngày thôi quý vị. Trong một ngày hôm đó Hamlet thức dậy vì người chú bắt đầu đánh hơi, bắt đầu cho người gián điệp tới dò thám chàng, bắt đầu cho người con gái gài bẫy chàng, đoàn kịch đi ngang chàng diễn vở kịch, và ngay trong đêm đó chạy vào trong phòng mẹ. Và đêm hôm đó thì là quan thượng thư cũng nghe theo lời của nhà vua, trong khi nhà vua cầu nguyện thì quan thượng thư vào bên trong phòng, đứng ngay sau lưng để nắp nghe cuộc nói chuyện của Hamlet và hoàng hậu. Do đó Hamlet bắt được, khám phá được hắn và uất lên chàng giết hắn chết. Chàng ngỡ là vua, không ngờ không giết được vua mà lại giết phải tên quan thượng thư. Thế là có cớ tên vua trục xuất Hamlet về cái tội là đã điên và giết người ra khỏi nước, và cho Hamlet một lá thư gửi sang nhà vua Anh. Và qua bên đó thì trong lá thư để mật chỉ nhà vua Anh là bạn của vua Đan Mạch, khi mà nhận được cái người viết là cầm lá thư này đến thì phải giết ngay lập tức. Nhưng mà Hamlet trên đường đi đã khôn khéo mở lá thư ra đọc và tráo lá thư khác, thành ra hai cái tên quận vệ đi chung với chàng là hai cái tên gián điệp của nhà vua cài theo bị tử ư phi mạng ở nước Anh, còn Hamlet thì được trên đường trở về Đan Mạch để trả thù. Và vì cái chết của quan thượng thư như thế cho nên Ophelia người yêu của chàng hóa điên. Màn lớp thứ 5 của hồi thứ 4 của vở Hamlet là màn Ophelia hóa điên, là một những màn kịch nổi tiếng đẹp và cảm động nhất thế giới cho những người con gái trầm mình dưới sông, là một cái màn kịch quý vị phải đi xem phim hoặc là phải đọc vở kịch thì mới hết được, trong thời gian ngắn chúng ta không thể làm được điều này. Và do đó thì anh trai của Ophelia cũng đi học ở bên Paris rồi bên Pháp về uất hận vì Hamlet đã giết bố và làm cho em gái mình hóa điên, cho nên sa vào trong bẫy của tên vua. Tên vua mới mượn tay của người anh trai Ophelia, người con trai của quan thượng thư, để giết Hamlet. Và trong màn kịch cuối cùng, khi Hamlet từ nước Anh trở về sống sờ sờ ra đó, không bị giết chết bên Anh như là mưu kế của tên vua ra độc thủ cuối cùng. Hắn bảo cái người con trai của quan thượng thư hãy ra thách đấu Hamlet đấu kiếm, và trong khi đó thì hắn giao cho tên này một cái thanh kiếm có tầm thuốc độc, và do đó thì để cho mà hắn giết chết Hamlet trong cái ngày hôm đó. Nào ngờ đâu trong khi đánh kiếm với nhau thì trời xui đất khiến, xui xẻo làm sao mà là tên này đâm được Hamlet xong rồi thì lại làm rơi kiếm, Hamlet lại chụp được cái kiếm đâm lại hắn và hắn cũng bị chết. Nên trước khi chết hắn phun tất cả sự thật ra và nói cho Hamlet biết là nhà vua đã thẩm độc vào trong đầu thanh kiếm, và nhà vua đã dụ tên này giết Hamlet vì thù cha, mượn tay tên này ném đá giấu tay giết Hamlet để rồi cuối cùng là không ai biết được cả. Và nhà vua đã thủ sẵn một chén rượu độc ở trên đó để chúc mừng người chiến thắng. Nếu mà Hamlet vì lý do gì đó giết được tên kia thì lại dùng ly rượu độc này để giết Hamlet, còn nếu tên kia giết được Hamlet thì sẽ dùng ly rượu độc này mừng công để giết luôn, để diệt khẩu. Thì lúc bây giờ thì khi mà cái tên con trai quan thượng thư nằm dưới triều phun ra tất cả sự thật thì Hamlet mới nhào tới, và lúc bây giờ thì là còn có màn kịch comedy rất hay nữa. Ngay trước đó thì hoàng hậu đã biết được là trong chén thuốc độc hay là thuốc độc của nhà vua, cho nên ngay cái phút cuối cùng trước khi tên con trai quan thượng thư phun tất cả sự thật thì là nhà vua đã chuẩn bị lấy cái ly ra mừng Hamlet thắng lợi để giết Hamlet ngay tại chỗ rồi. Cho nên hoàng hậu nhào tới, và đây là cử chỉ cuối cùng của cuộc đời của bà vờ mừng công con và nâng ly rượu tự uống lấy. Và lúc mà bà ngã ra chết và sùi bọt mép thì bà chỉ vào mặt vua bảo rằng thuốc, tên cái ly thuốc độc này từ hắn đến, và cái tên kia con trai quan thượng thư cũng lúc hấp hối báo tất cả sự thật diệt khẩu. Và tên vua bị làm rõ mặt trước tất cả triều đình. Hamlet nhào tới xong đến giết kịp thời của hắn, và Hamlet nói một câu cuối cùng là linh hồn của nhà ngươi hãy chạy theo mà tạ tội với linh hồn của mẹ ta đang tìm về bên kia thế giới để tạ tội với linh hồn của cha ta. Và thế là chàng được, còn có vài phút cuối cùng trong cuộc đời trước cái thảm cảnh của tất cả mọi người đã chết và sụp đổ tất cả chung quanh, Hamlet chỉ còn nói chuyện kịp với người bạn thân mình những lúc cuối cùng, và chàng có một câu rất nổi tiếng: readiness is all, có nghĩa là trời kêu ai không biết lúc nào, chỉ có chuẩn bị sẵn sàng, khi nào trời kêu thì phải đi, không còn tiếc nuối được gì nữa cả. Và trên đời này con người sau bao nhiêu tháng ngày dằn vặt và đau đớn và nghĩ ai hoài và nghi ngại, chàng đã khám phá là chỉ có hành động là tốt nhất. Con người ta không thể suy nghĩ quá nhiều, mà con người ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho tư thế hành sự. Tư thế hành sự khi đến việc phải làm, chúng ta không thể suy nghĩ vì tất cả những bí mật muôn thuở của thân kiếp là những điều không ai có thể lý giải được, và triết học phải bó tay đầu hàng vô điều kiện. Trong khi đó thì khi cõi chết đến, con người cũng vậy, hãy chuẩn bị hành sự, khi cần sống thì hãy làm việc, và khi chết thì hãy chuẩn bị ra đi, tất cả chỉ có thế. Và câu cuối cùng của chàng: the rest is silence, tất cả còn lại chỉ là im lặng như tờ. Vì đúng vậy, câu đó có nghĩa là chàng đã chết rồi và từ đây nãy chỉ là im lặng, mà còn có ý ám chỉ thứ hai là tất cả những gì của triết học và của loài người và của phân tích đều vô dụng, bởi vì tất cả chỉ là tĩnh mịch nghìn đời. Ngày nào vũ trụ đã tận diệt và loài người đã không còn một ai nữa lúc bây giờ, tất cả những cái sáng tạo này của chúng ta đều sẽ là tịch diệt muôn đời, lặng lẽ muôn đời. Cho nên giây phút này còn sống đây, hãy đứng lên và làm việc, và khi cái chết đấy hãy ra đi, hãy sẵn sàng ra đi, đừng tiếc nuối một điều gì. Readiness is all, the rest is silence. Hãy chuẩn bị là tất cả trên đời này quan trọng nhất là hãy sẵn sàng
sàng tư thế, còn tất cả chỉ là im lặng. Và lúc bây giờ thì là con trai của vua Na Uy trên đường ghé ngang. Con trai của vua Na Uy trong vở kịch của Shakespeare xuất hiện chỉ có một màn kịch này thôi, nhưng mà rất là quan trọng. Con trai của vua Na Uy đã từng bị cha của chàng vua Na Uy đã bị cha của Hamlet giết, là vua của Đan Mạch, và chàng là một người trái lại với Hamlet, một võ tướng lập rất nhiều chiến công. Và do đó bây giờ hai người đối lập với nhau, cũng hai người cha là vua của Na Uy, vua của Đan Mạch, hai cha người này giết cha người kia. Bây giờ hai người, một bên là văn nhân, một bên là võ tướng. Người văn nhân đã ra đi vĩnh viễn sau khi đã làm cuộc trả thù đẫm máu, và người võ tướng đi ngang đó trong triều ngày hôm nay vô tình nhặt được cả đất nước, bây giờ không có vua trống lỏng lọt về tay mình. Và Fortinbras, con trai của vua Na Uy, đã vào nối nghiệp Đan Mạch và thống nhất hai nước Na Uy và Đan Mạch trong một thời gian ngắn ngủi của thời huyền sử. Vừa thưa quý vị, trong vòng như thế người ta nói, trong vòng khoảng chừng 35 phút mà làm vào bi kịch Hamlet như thế là đã quá nhiều. Mong rằng một số quý vị từ lâu nay tò mò như cô Nguyệt Ánh tuần rồi, bảo rằng không hề biết trên đời này có cái to be or not to be, nó từ đâu mà ra, hoàn cảnh như thế nào, cảnh ngộ như thế nào, và có cái gì hay ghê gớm là vậy, thì trong vòng 35 phút Thế Ngữ chỉ có thể làm bấy nhiêu đó để cho quý vị một cái bức tranh tổng thể hết sức là sơ sài và khái quát về Hamlet. Và xin nhắc lại với quý vị rằng đây là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của cả nền văn hóa nhân loại. Quý vị phải đến, phải đọc, phải tiếp cận với nó, phải đi xem phim về nó. Và nên nhớ rằng mỗi một năm chỉ có kể tựa những bài viết về Hamlet không thôi, chứa đầy một quyển Ninh Giám của thành phố Warsaw. Mỗi năm vẫn còn người ta viết về Hamlet, không bao giờ hết, không bao giờ hết, không bao giờ hết. Hamlet như là một cái bông đá, là thời đại nào thì có ngay vấn đề của người đó. Và hình ảnh người con trai mặc áo đen, trong mắt đầy trầm tư và suy nghĩ, chán đời đến mức độ không còn muốn giở tay giở chân làm điều gì nữa hết. Tay cầm một quyển sách hay cầm một cái sọ người và nhìn thẳng vào mặt mẹ mình và bảo rằng nếu mà con người đều như mẹ cả, thì loài người sinh ra để làm gì và sống để làm gì? Nếu mà loài người đều phản bội anh như em, thì con người còn sinh ra nhau để làm gì nữa? Em đi vào tiêu kín đi, mà không em hãy đi làm đĩ đi, đừng sống đến cõi đời này nữa, đừng mang hai chữ tình yêu làm nhục lẫn nhau, đừng sinh ra loài người. Bởi vì tất cả loài người ngày xưa là đẹp đến thế, cao cả đến thế, mà giờ đây tôi không còn một tí tình yêu nào dành cho vũ trụ này, tôi không còn thương được cả loài người, từ đàn ông đến đàn bà. Những câu nói đó, những sự bất mãn của con người sinh lòng thế kỷ, cảm thấy thời đại chung quanh mình đã sụp đổ, một cái lệch đã xảy ra giữa cái là cái tư lương tâm của kẻ làm người và thân phận của kẻ làm người. Tất cả những chủ đề muôn thuở đó mà sau này chủ nghĩa lãng mạn đã làm nên bao nhiêu là tác phẩm vĩ đại, tất cả đều nằm trong lớp áo choàng của chàng con trai khoác áo đen năm nọ, năm 1601, bi kịch Hamlet của văn hào William Shakespeare. Và chương trình hôm nay đã quá dài, đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị thính giả.